Так, а, кто это? Это я. Да, как тебя зовут? Меня зовут Анна. Анна. А и кто ты? Я студентка. Я студентка. Хорошо. А это кто? Кто это? Это мой отец. Это мой отец. Так, как его зовут? Его зовут Виктора. Его, за... е... а, его зовут Виктора. И кто он? Он инженер... Инженер. 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 Да, он инженер, да? А это кто? Это моя мама. Это моя мама. Как ее зовут? Ее зовут Мария. Мария, да. Хорошо. Кто она? Кто? Она Врач. Она врач, да? Так, а хорошо, а это кто? Это мой брат. Это мой брат. Так, и как его зовут? Его зовут Андрей. Андрей, и кто он? Он музыкант. Он музыкант, так, хорошо. А это кто? Это моя сестра. Это моя сестра. И... Как ее зовут? Ее зовут Наташа. Ее зовут Наташа. Да? Так, И кто она? Она студентка. Она студентка, да? А, хорошо. А, так, это значит, мы уже рассказывали о семье. О семье, да? А мы рассказываем. <губит> а, да, мы имена икова loa tự nhiên nó lại mất tiếng à thế hả ta ừ. có chưa được chưa nào dạ rồi rồi, rồi. à được ừ. rồi tạ rất sâu. à đó là do cái phần loa bên em đấy à đó Đạ. tiếng ở đây là tiếng to nhất rồi đấy tạ rất số tạ cái từ chúng ta chít mới à chúng ta nhìn lên là mới raska svayem asvayesimie mê đấy chúng ta kể chúng tôi kể về gia đình của mình đấy

да это мой это мой отец да. его зовут Виктор да. он инженер да. это моя мама да ее зовут Мария да. она врач, она врач. Да. это мой брат, да. его зовут Андрей, Андрей да. он музыкант Он музыкант. Это моя сестра. Да. Di vosabus. А Наташа. Наташа. Она студентка. Она студентка. À ta khosho. Right, à thế như vậy vừa rồi chúng ta đã kể hoàn thiện về cái bài hôm trước chúng ta học rồi đấy. Đó về nguyên tắc thì đó là là đã là tốt rồi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta muốn kể tốt hơn thì chúng ta à, mỗi ngày chúng ta phải lôi nó ra kể một lần đấy. À nhìn cái bức hình này và kể một lần. Em hiểu chưa? Đấy đó cứ yeah. bật cái màn hình này ra nhìn thấy cái này xong bắt đầu chúng ta ngồi chúng ta kể đấy nói cho nó nhuyễn nhuyễn kệ nó à, nói chán rồi chán rồi nhưng vẫn cứ nói đấy à yeah. Ủa, biết hết rồi vẫn cứ nói nói để làm gì để cho nó quen thôi đấy à, nói càng nhiều càng tốt à, em bị chưa nè đó chứ không phải là mình biết rồi thôi mình không nói nữa mà là gì biết rồi mình vẫn nói nói nhiều lần đi để cho nó quen à, nói làm sao nó thật nhanh thật tốt thật nhuyễn nhuyễn đấy đó đó là cái phương pháp để chúng ta tạo cái phản xạ em chưa đấy đó à, tiếp theo nè à, đã. Được. Đã, đã, đó. Đã, đó. Đã. đã à thế như vậy là bây giờ chúng ta sẽ xem bài mới đấy đó tả à bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bài mới đấy bài mới của chúng ta à trong bài mới của chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái gì chúng ta sẽ học à, gọi là Pra từ này đọc là pra praficia à, đó, pra à pra đấy trọng âm nó rơi vào đâu nào à trọng âm nó rơi vào đâu chúng ta sẽ nhấn mạnh vào đó đấy Pra profession đa à thế bây giờ mình sẽ phiên âm cái từ này để cho bạn dễ đọc nhé đó à, chúng ta có từ profession Tak. ขี آ آ, pra ้นี้เราจะเสียดับว่าประฟิสเซียประฟิสเซียประฟิสเซียเด็กขี้นี้หนูยังไงเด็กประฟิสเซียเอ็มดาวน์มาประฟิสเซียประฟิสเซียประฟิสเซียละเงี่ยเงียบเงี่ยเงียบเด็กประฟิสเซียละเงี่ยเงียบเด็ก à yeah. à như vậy là bây giờ các em bảo những cái từ như thế này đối với các em nó là từ khó nhớ em hiểu chưa đấy từ khó nhớ vậy thì làm thế nào để nhớ được nó à ví dụ trong khi chúng ta học chúng ta sẽ nhìn thấy một cái từ như thế này yeah. nếu cái từ đó không cần thiết đối với chúng ta thì thôi bỏ qua à cũng được à thế nhưng mà cái từ đó là cần thiết đối với em chẳng hạn ví dụ cái từ yeah, là cái từ hay sử dụng đấy à đó người ta sẽ hỏi nghề của cô là nghề gì nghề của anh chị là nghề gì đấy à chúng ta sẽ nói yeah. vậy chúng ta viết nó ra một cái tờ lấy, tờ giấy nhỏ nhỏ đấy ví dụ như là cái card visit hay là cái gì đó chúng ta viết vào đó đấy đó thế xong sau đó thỉnh thoảng chúng lại lôi nó ra đọc một, 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 lần đấy trong ngày chúng ta đọc độ khoảng năm bảy lần 10 lần đấy prefixia prefixia thì chúng ta sẽ nhớ được cái từ đó đấy em hiểu chưa à đó bằng cái cách đó là à, prefixia đấy prefixia đó à thế đó bằng cái cách như thế thì mỗi một ngày chúng ta sẽ học một từ hai từ cứ thỉnh thoảng lôi ra đọc một vài lần thì tự dưng những cái từ đó nó sẽ ăn vào đầu chúng ta em hiểu chưa đấy, đấy. đó thế hiện nay là cái số lượng từ các em chưa nhiều chúng ta học như thế đấy mất tạc rồi. Như bình thường chẳng hạn bọn mình là dân chuyên ngữ một ngày bọn mình sẽ học là ở cái tầm độ khoảng là từ 50 đến 100 từ đấy, có thể 50 đến 100, có thể 120, 150 từ trong một ngày. Đây, ngày nào cũng như ngày nào. À có cứ mỗi một ngày nó có cái, cái số lượng từ vựng mới như thế. Cho nên là số số lượng uh, từ vựng của bọn mình học là rất là nhiều đấy. Tạc. À bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học prefix là nghề nghiệp. À chúng ta nhìn thấy một một ông cụ đấy, à, một ông uh, uh, mặc bộ đồ lính thủy đấy, đó. Yeah. Chúng ta sẽ hỏi à кто вы ông yeah. làm nghề gì кто với, кто вы đấy кто với à trả lời я ма я моряк моряк я đấy à có từ моряк ma моряк ma à đó là thủy thủ tôi là thủy thủ đấy thủy thủ à tôi là thủy thủ à ma ряк đấy đó ma ma, yeah. ma. đấy đặt là ma à đây là gì nào à ma đấy ma ряк đấy mà riak đấy đó mà riak mà riak mà không đọc Maria mà là mà cái chữ i này đọc rất ngắn thôi đấy chữ i đọc ngắn thôi đấy chữ i này mình đọc à, nó rất là nhỏ thôi à, em hiểu đấy để cho nó có chữ y đấy thôi đó mà Maria ma riak đấy mà mà riak đã mà ở đồ sơn thì hay nhìn thấy có thủy thủ đúng không đấy đấy, có, có nhìn thấy người ta mặc đồ thủy thủ như này đi trên đường bao giờ không? Đó, như gọi là lính thủy. Đấy, lính thủy thì, lính Vậy. thủy thì lại là bộ đội đấy. Còn thủy thủ Vậy. thì lại là à, những người làm việc trên tàu nhưng mà làm việc trên tàu dân dụng thôi đấy. À, tàu, tàu, tàu chở hàng thôi, thì gọi là ma đẹp Thế còn à, trên các tàu thủy, tàu chiến thì gọi là lính thủy đấy. À, thì lúc đó, à, gọi là, à, lúc đó thì người ta à, sẽ có cái từ khác đấy. À, nó gọi là matros đó gọi là matros matros là lính thủy đấy đó à thế như vậy là chúng ta cũng nhìn thấy là đó là cái cách người ta phân biệt à, người thủy thủ làm việc trên tàu bình dân à, tàu dân dụng thôi thế và à, lính thủy làm việc ở trên các tàu chiến lại khác đấy đó nó có những từ khác nhau tác của à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học nào Yamariak yeah, Yamariak yeah, Mariak đấy. À, yeah, Yamariak, Yamariak. Tô vui, tô vui làm người em nói đi. Cái đó sao em không nói được chữ r đấy à đó em cũng là một trong những uh, cái số ít em mà không phát âm được chữ r đó đấy đó à, nói chung trong trong độ khoảng hai chục người có độ khoảng ừ. một hoặc hai người là không nói được cái chữ r đó thế còn lại thì nói được bình thường đấy. đấy. À Cố ổn tôi ổn ông ấy là ai

Она, а, ин, она инженер 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 она инженер инженер да она инженер да она инженер да кто она вы инженер. кто вы я моряк кто он он артист кто он он артист кто она она инженер она инженер да 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 но Đã, đã, đã. À, em, em bé hỏi cái gì đấy à số à thế như vậy là ở đây chúng ta nói về nghề nghiệp đấy nói về nghề nghiệp chúng ta sẽ hỏi câu hỏi tốt với tốt ổn tốt ăn nạp yamariak honorius à nai engineer đấy à thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem câu hỏi này đấy à có hai hai bức hình này à bây giờ chúng ta sẽ à, xem cái câu đối thoại Кто это? Друг. Дай -ла, Ай. Это мой брат. Это мой друг. Да? Мой друг. А, это мой друг. друг, да? друг. Кто он? Кто он? Mm. Кто он? Он студент. Он студент. Да? Он студент. Он студент. Кто это? Кто это? Это моя мама. Это моя мама. Это моя мама. Кто она? она. А? Медсестра. Мест... Она медсестра. 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 Да? Она медсестра. А, да. Она медсестра. Она, медсестра. А, без амиса, Кто это? Это мой друг. Это мой друг. А, кто она Кто он? Он студент. Он студент. Кто это? Это моя мама. Это моя мама. Кто она? Anna Miss Anna Anna ta sĩ tra a tactress cho a chúng ta sẽ có bức hình này đấy. À, anh chàng này tên là. Sergey. Sergey. À, nghề nghiệp của anh ta là đi Sergey. 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 Sergei Sergey. Gay. 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 EA 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 Sergey. À nghề của anh ta là journalist. 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 cái cái từ này là một cái thử thách lớn đối với em đấy. Bởi vì sao chữ r đã khó đọc rồi lại còn chữ r này nữa đấy. À đọc là journalist. 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 Journalist, Journalist journalist đấy à đó thì bây giờ mình sẽ mình sẽ hỏi bạn mình sẽ hỏi bạn nhé à кто это это Сергей Сергей кто он кто он он journalist журналист кто он он đấy đã đã à Thế кто это đây là ai anh là tên là gì это Пётр Piotr nè. À Piotr. À tag Piotr. Ik to on on muzika. On muzikant. On muzikant, đấy À đó. Muzikant musica. là nhạc công, nhạc công là kéo đàn này đúng không nào đấy. Journalist là ai? Là phóng viên đấy. Journalist là phóng viên hoặc là nhà báo đấy, nhà báo hoặc là phóng viên tác à tác. Ага, кто это? это? Это, это Сергей, это Сергей. Так, кто He's он? Кто он? Он журналист Он журналист. Он журналист, да? Кто это? Кто это? кто это? Это Петр. Петр. Это Петр. Кто он? Он Musica. On Musican. Đấy. On Musican. ta khách right. sâu. À, thì sang đến bên này đấy. À, chúng ta bên này chúng ta sẽ có cô gái này tên là Nhìn. Tên cô là Nhìn. 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 Và cái nghề của cô ấy, nghề của cô ấy là Stewardessa. À, Stewardessa. Stewardessa. Stewardessa chiêu chiêu ch ch là nghề nghề của cô là, là, là nghề gì nào là yeah. chiêu đại viên, à. viên hàng không đấy chiêu đại viên hàng không đấy đấy gọi là chiêu đại viên hàng không tạc một đấy tạc này này bao giờ tạc à em trả lời nào tô đấy Это, это, Нина. Это Нина. Кто она? Да. Она Сюардеса. Сюардеса. Да. Это папа, да. Сюардеса. Сюардеса, да. Сюардеса. Так. Сюардеса. Шу, шу, да. <laughs> да. А, а, дай ладно, Анчан, дай ладно. Это? Добе? Это Денис, да? Это Денис, да? А, это Денис. И кто он? Он? повар. Повар. По, да? По. Повар. Да, он повар. По. Да. А вы кто это? Это, это Денис. Это Денис. Это Денис, да? А, это Жени. Денис. Жени. Да. Кто он? А, он, он по повар. Он повар, да? Он повар. А он так повар. кто это? Это Нина. Это Нина. Кто она? Она Сильвадеса. Стюардесса. Сильвадеса. Да, Десса. Са, Са. Са. Да? А кто это? это? Это Денис. 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 Кто он? Денис. Кто он? Он повар. on power ta khrasho à bây giờ này, chúng ta sẽ có tiếp bức tranh này đấy à vớt tên tên yuska cô gái tên là yan yan đấy yan anna anna phụ tử đen à nghề của cô ấy đấy nghề của cô là phơ tơ mà đèn tơ mà đèn đấy

à, đây là anh chàng Andre Andre ổn khu đồ Kudos khu đấy ta đã Kudos đấy à ta khu đồ à đúng chưa nào kudos. à, chúng ta sẽ viết nhé ổn khu đồ nhịp à đây là художник đấy художник художник là ông là họa sĩ đấy họa sĩ художник так à художник так à bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi nào cùng nhau hỏi nào à кто это это я đấy ai кто я и кто Phật tử la. là mà đền, mà đền, à trọng ơn rồi vậy. Đà, đúng rồi đấy. Phật, phật là người mẫu ảnh đấy, à người mẫu ảnh. À ví dụ người ta hỏi, tuy Phật Cả, em là người mẫu ảnh à? Đấy, à em là người mẫu ảnh à? à, à? à từ Phật đấy, à nhiệt, như Phật đấy, à, à đó hoặc là đá như Phật đấy. À tôi Это Андрей. Это Андрей. Кто он? А, он худ... художник. А, художник, художник, да? Он художник. Так, хорошо. Так, а, кто это? Кто это? Это Мария. моряк Это моряк <laughs> моряк а. а. Кто это? А, <laughs> да. Кто это? это? А, это... Да. Это Марияк, да? А, это Марияк. Так, хорошо. А, кто он? Это... Кто он, он? Кто он? Он. Он, он артист. артист. да? Он артист, да? Кто? Э, кто это? Кто она? Она инженер. Она инженер. Она инженер. Так хорошо. Так. Кто это? Это мой друг. Это мой друг, друг. да? Мой друг. друг. И кто он? Кто он? Он студент. Он студент, да? Он студент. Так, кто это? Это моя мама. А, моя мама. И кто она? Она медсестра. Медсестра. Она медсестра, да? Так, Местра. медсестра. А кто это? Что? Что? Это Сергей. Это Сергей. Это, это Сергей. 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 И, и кто он? Он... muz mus, <laughs> É o jornalista. Deixa eu dar não. On On muzlani. On muzlani. Ju ju jlanis. List. Đó, jornalista đọc như vai đấy. Ju Журналист. Он журналист, да? Журналист. А, ты он журналист. А кто это? Кто это? Это Пётр. 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 И кто он? Кто он? Он музыкант. Он музыкант. Он музыкант. Так, хорошо. Так. Чинка синтерна? а А дай. Кто это? это? Это НИНА. Это НИНА и кто она? Она сиордесса. Сиордесса, шу... да? Она сиордесса. Так хорошо. А кто это? Это АНИ. А, это Денис. Это Денис. Денис. Денис, да? Это Денис. Да это Денис. да, это Денис. И а, кто он? Да.

em phải nói là gì phút tâm mát đèn phút tâm mát đèn phút đèn đèn cái từ cái từ ma em nói rất ngắn thôi ta 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 phút tâm mát đèn phút đèn 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 đà cái từ phút đèn chúng ta ít sử dụng cho nên là học thế thôi không cần nhiều lắm đấy à cái tôi đấy Это Андрей. Это Андрей. Кто он? Он Khudoznik Trọng âm rơi vào đâu nào? À, nếu mà trong âm rơi vào ô, chúng ta đọc nhấn mạnh kéo dài. Khudoznik. Khudoznik Đúng rồi. Художник. Em cứ nhìn thấy đây những cái từ này làm gì để cho em luyện đọc em phải chết đấy. À, em nhìn thấy Kudos, đâu có trọng âm thì em nhấn mạnh kéo dài ra. Khudoznik. Đã, khu đô đấy, khu đô đó, nhưng mà nếu mà em xem cái từ khu đô nếu mà em xem À, người Nga người ta nói người ta sẽ nói rất nhanh thôi đấy. À, nhưng mà người ta vẫn nhấn mạnh với từ đồ đấy. À. Художник. 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 Đó, художник. 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 Да, chào ơn rơi vào đó đấy. Художник đấy. Художник. Художник đấy. Художник. Да, Vẫn rồi đấy. Đó, bây giờ người ta sẽ cùng nhau học lại nó một chút đấy, học lại nó một chút. À cái cách hỏi thăm các ghế là đấy.

À, cái, cái 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 âm lượng của từng âm tiết đó là tốt đấy à, nhìn thấy âm tiết nào có trọng âm thì em nhấn mạnh kéo dài còn âm tiết nào không có trọng âm thì đọc bằng nhau như chia như chia như chia như chia như chia vô như chia vô đấy plo 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 trọng âm rơi vào ô đấy plo plo хорошо хорошо Đấy, đó, thế trên nào, đó là rèn luyện gì lên rèn luyện cách đọc trọng âm À, đối với các em hiện nay quan trọng nhất là đọc trọng âm đấy đọc trọng âm đúng thì là sẽ tốt đấy à đúng không nào ừ. đấy à tá ta... à như vậy rồi, rồi chúng ta đã cùng nhau xem à chúng ta đã cùng nhau xem à, một số kiến thức về à, cái, cách hỏi về nghề nghiệp đấy bây giờ chúng ta sẽ à, <laughs> sẽ xem tiếp đấy thế và có thể chúc mừng chiếc em ngày hôm nay là ngày hôm nay là em sẽ học xong nốt hai cái từ này nữa là hết bảng chữ cái tiếng nga đấy À, sau khi hết bảng chữ cái tiếng nga thì bắt đầu từ những bài sau là em chỉ có học giao tiếp, học, cứ học giao tiếp, học nói, ừ. à, học câu và học học câu hỏi trả lời, hỏi trả lời và câu nói đấy. đó. à thế tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ học phụ âm sh. trên thực tế phụ âm sh này ở trong tiếng nga chúng ta nhìn thấy là trong tiếng nga đã có hai phụ âm giống nhau như thế này đấy. à đó là phụ âm sh uh, nặng đấy. tạ à để tí nha đó đây đấy đó là phụ âm và <laughs> đấy à và phụ âm <laughs> <laughs> đấy đó hai cái phụ âm này nó khác nhau cái gì à chúng ta phóng to ra để nhìn thấy nó khác nhau cái gì đấy đó thế chưa nào đấy đó à hai phụ âm này khác nhau ở bên này thì cái phần dưới đáy của nó bằng như này à, phần này thì nó thừa ra một cái móc này đấy có mình móc như này đó à có cái móc này mình thì không là không? nó đọc gần như là nó đọc là bị mềm đấy bị mềm thì cho nên là à, cái sờ này nó gần như là chỉ có chữ sờ không thôi sờ sờ nặng thế còn chữ sờ này gần như có chữ thêm chữ y đấy sờ. đó à đó à chữ sờ này chúng ta sẽ đọc như thế nào nào chúng ta đọc gần như là cái chữ sờ thông thường đấy à, là chữ sờ 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 nặng sờ. Đấy. đó à thế còn cái chữ ở bên này thì chúng ta sẽ đọc nó là À, dường như là chúng ta đọc thêm cái sh và nó có một chữ y nhỏ này đấy đó đó đại khái là như vậy đấy à, thế bây giờ chúng ta sẽ đọc nó cụ thể vào trong từng từ thì chúng ta sẽ phát hiện ra ngay đấy đó à, phát hiện ra là cái cách đọc của nó như thế nào à đó bây giờ chúng ta sẽ có từ sh với u này chúng ta đọc là sục gần như cái si dục đấy đó, đó shika Đó, đấy. À, cái chữ này bây giờ sẽ đọc là gì nào? À, cái chữ này chúng ta không đọc là ye. Viết là ye, chúng ta không đọc là ye, chúng, đọc là, ye, chúng đọc là shika. 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 À, shika, shika. 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 Đó, shika. shika. Đó, shika. Shika. Đấy. À, đó. À, tiếp theo nè. À, chúng ta sẽ có từ... À, đây là cái cái bàn chải đấy cái bàn chải cái bàn chải trong tiếng nga nó viết là chuột shutka, đấy, shutka, 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 ca là cái bàn chải đúng không nào, đấy. À, tiếp theo chúng ta có một cái món ăn, món ăn này nó gọi là shi, shi, à, shi. Em có nhớ món ăn she. là gì không? Từ món ăn trong tiếng nga là gì có nhớ không? Quên rồi đúng không? Đấy, quên rồi, đấy. À, à, từ món ăn trong tiếng nga là Blue đấy. Beliuda. Beliuda блюда. А, вот это блюдо. Да? Đây là блюдо. À, đúng không nào? À, và đây cũng là блюдо. Да? Блюдо. Блюдо. Đó, блюдо. Đọc là блюдо. Блюдо. Блюдо thì là món ăn Bluder. đấy. À, đó. Khi mà chúng ta học âm U, chúng ta đã học cái từ này rồi. Thế nhưng mà chúng ta lại quên đấy. À, có nhớ không nào? Phải không? Đấy à quên đây là chuyện đọc, bình thường thôi. đọc lại mới thấy quen quen. à đọc lại thì thấy quen quen đúng không nào đấy, quen quen nhưng ừ. mà không nhớ ra nó là cái gì. nhưng mà nếu như ngày hôm qua mà em xem cái từ này thì hôm nay em sẽ nhớ được chưa? Ừ. đấy đó. thế vậy thì là gì? muốn nhớ được từ các các em có bảo thầy ơi em học trước quên sau đúng rồi. học trước thì quên sau. nhưng mà nếu em học 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 học, học thì là em sẽ nhớ được đấy. <laughs> có nghĩa là gì nào? ý mình nói vui như thế có nghĩa là gì nào? là các em phải học nó nhiều lần. Đấy. đấy. Đó. Nếu người ta học một lần thôi thì nó quên, nhưng mà tiếng thứ hai học hai lần thì quên ít hơn, học ba lần sẽ quên ít hơn nữa đấy. Học bốn lần có khi là không quên nữa. Như thế nào? Đấy. Đó. Thế vậy thì muốn nhớ được từ thì ngày nào cũng phải mở video ra và học đấy. Đó. À thế như vậy, <laughs> như vậy là gì nào? À như vậy là à, ở đây chúng ta sẽ à, đọc đọc xong rồi lại ngày mai lại đọc lại, xong ngày kia lại đọc lại. Đấy. Khá đấy đó. ở đây trong bài này chúng ta có bốn từ thôi đấy. từ đó là gì nào? xúc xích xúc cà xúc cà xúc 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 Bors là bors. món ăn với lại bors. củ củ dền đấy, món canh củ dền đấy, canh củ dền. À tất cả hai món này nó đều gọi là blood và hai hai món này ở trong các món ăn của người nga gọi người ta gọi là soup thế thì nghe cái từ soup sờ sờ soup thường thôi soup soup <cười> soup soup <cười> à em nói chữ sờ nhẹ thôi <laughs> soup soup đấy soup soup có nghĩa là gì đó là một món canh đấy món canh nào đó thôi nghe thì có vẻ nó <laughs> oai thế thôi nhưng trên thực tế là gì nào món này nó chỉ là nước nước xương nấu với lại uh, bắp cải uh, bắp cải muối chua đấy người ta muối à. chua bắp cải hai ba bốn ngày xong sau đó người ta lấy ra người ta cho vào à, cho vào nước nước xương nước xương hầm xong rồi cho tí khoai tây vào là thế là đun 10 phút lên thế là ăn thôi đấy đó gọi là gọi là món xi thế cái món bò cũng vậy món bò chẳng qua nó khác cái món này là gì là nó có củ rền, đấy nó cũng nấu y như vậy nhưng mà nó không có bắp cải muối chua mà nó có củ dền thì cho nước nó trong đỏ đỏ này đấy đó thế còn trong đó cũng có khoai tây cũng có cà rốt đấy đó à, đại khái là như vậy nó không có gì đặc biệt cả tác vột à chúng ta đọc lại một lần nữa nào Xúc cả Xúc cả chuột cả chuột cả si si bors bors si là cái gì đây là cái má đấy cái má của chúng ta ở trên mặt đấy, đấy má gọi là si shika, 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 à, shika, 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 à đó, shuka là con cá măng, đây con cá này khi không, không bao giờ nhìn thấy đúng không nào, đấy, Vâng. à con cá này ở nga rất nhiều đấy, gọi con, con cá măng đấy, shuka, shuka, shuka. con ở Việt Nam nó có có hay không thì mình không biết đấy, đó, Nó rất là tạc. à krasho, à thế như vậy đến đây thì là chúng ta thấy là gì, à chúng ta đã cùng nhau xem đến phụ âm, bây giờ chúng ta xem phụ âm cuối cùng trong bảng chữ cái của chúng ta đó là phụ âm phụ âm, phụ âm. À, chúng ta có từ à, gì nào ruchka 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 đấy anh không nói được kia r thành ruchka đấy là cái đó sao à ruchka ruchka đúng rồi đó em nói được mà đấy ruchka ruchka đấy đấy đúng rồi đó đó là cái bút đấy hoặc là cái tay cửa chúng ta gọi là ruchka đấy. ruchka đấy. Tạc, chúng ta có từ uchẹp nhịp. Uchẹp. Uchẹp nhịp. Uchẹp nhịp. Uchẹp nhịp. Uchẹp Đó là quyển sách giáo khoa, đấy. Quyển sách giáo khoa. Uchẹp nhịp. Uchẹp nhịp. Uchẹp nhịp. Uchẹp nhịp. Đấy. Khoa, đấy. À, tiếp theo nào. Uchẹp nhịp. U... U-chua-nư, U-chua-nư, u là nhà bác học đấy, u đấy, à, đó, u chẹp nhất u à, tiếp theo chúng ta có từ PÔ-CH-TA, pô đấy ta, -ta. pô là, à, pô là cái uh, bưu điện đấy, à, nhà bưu điện, gọi là pô đấy, bưu điện, pô ch <laughs> đấy, à, đó, chúng ta có từ -ch CHECK, 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 check 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 đó là cái xét này đấy mình gọi à, là cái xét đấy đấy xét à chúng ta đọc là check check đấy check à đọc như nào nào mình sẽ phiên âm cho bạn cho dễ đọc đấy à từ này chúng ta sẽ đọc là đấy ố đây là gì nào check 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 à đó check 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 đấy à check, check. tiếp theo chúng ta có từ uchenik 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 là cậu học sinh đấy à uchenik đấy chúng là đọc là u che uchenik đấy uchenik đây là đọc là che uchenik 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 trọng âm rơi vào đâu nào rơi vào cuối cùng cho nên chúng ta sẽ nhấn nhấn mạnh là uchenik đấy uchenik đấy à tạ Tiếp theo chúng ta có từ đa chả. Đa chả. Đa chả. À, từ này đọc rất dễ đúng không nào? Đấy, đọc là gì? Đa cha Đa chả. Đa chả. Đa chả. Đa chả, đa chả. là à, nhà vườn. Đấy, à, nhà vườn. À, đó. Em nhìn nhà vườn có thích không? Đấy. Cái đất gì à. vậy đấy? À, đó. Đa chả. Đa chả. Đấy. À, chỉ có tôi mỗi tôi, mỗi tôi là trả. nhiều nhiều mũi thôi đấy <laughs> những cái nhà vườn của nga nhiều mũi lắm đến chiều chiều sẩm sẩm mới ngồi ngoài này nó mũi đốt cho sưng chân luôn. Ta à taksto à đẹp thì đẹp thật nhưng mà cũng không phải là thích ngay đâu. Đấy. <laughs> ta À bây giờ chúng ta sẽ đọc lại nè. À chúng ta sẽ đọc lại, đọc lại. Ruchka. Uh, ru ruččka. Ruchka. À ručka. Učebnik. Uch, uh, Učebnik. Učebnik. Učony. Učel. Pošta. Pošta check 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 ученик 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 дача ученик дача à да дача đấy à thế tiếp theo thì có hai cái dấu ở trong bảng chữ cái đó là dấu mềm đấy dấu mềm và dấu cứng đấy à dấu mềm và dấu cứng này trên thực tế thì chúng ta cũng chỉ cần biết thôi không cần phải học nó đấy à không phải học nó à bởi vì là À, khi mà chúng ta học từ thì chúng ta sẽ học cụ thể cái cách sử dụng cái cái à, cái dấu mềm ở trong từ nó đọc như thế nào thế còn cái dấu cứng này thì những cái từ mà chúng ta sử dụng nó hầu như là rất ít cực kỳ ít luôn đấy à, trên thực tế trong cuộc sống các em có các em chỉ, chỉ, có thể va vấp với một cái từ này đó là cái từ abiblia nhỉ đấy à nó có từ abiblia nhé abiblia đó là cái thông báo ví dụ như là người ta hay dán thông báo nào đó ở ngoài cửa đấy đó em thấy trên cửa nó dán cái thông báo trên một cái tờ à. giấy thì nó viết những cái chữ lòng ngoằng gì đó đấy thì được gọi là áp biếp liền nhỉ đấy áp liền bì nhỉ đó là thông báo đấy đó thế vậy thì cho đến ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau học xong à, bảng chữ cái tiếng nga và học được những cái mẫu câu đơn giản đấy bắt đầu bắt đầu từ bài sau trở đi thì chúng ta cái số lượng câu nói nó sẽ nhiều lên rất nhiều đấy đó à. thế cho nên là các em em có chuẩn bị tinh thần để chúng ta sẽ học à, giao tiếp một cách thực sự đấy đấy Vâng, À cảm ơn em và chúc mừng em đã hôm nay đã học xong phần cơ bản nhất của tiếng Nga đó là bảng chữ cái. Đấy. Đó. Thế và từ hôm sau thì em chuẩn bị tinh thần để chúng ta sẽ học nói nhiều hơn. Па-си-ба да свиданья. Да,